Có đây. Sơ win 3 luôn anh em ơi. Có cần phải chờ đợi cái gì hết. Cô báo. Nhiều khi càng căng càng thịt đấy. Đây. Định giang sơn không? Ok. Mới mồi luôn. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình làm một video bên game mở bot vn.net nha anh em ơi. Thì này trên fanpage nó mới thông báo là nó sẽ ngày mai nó sẽ mở được xoay được win 4 nha anh em ơi. Thì hiện tại hôm qua mình có sốc đĩa thằng Long Bắc ăn được cái win 3 của nó đây. Thì giờ mình đang có một cái lông của PKG Lab mình được top 2 được một lông này. Đang có một cái win 2 này, bây giờ mình sẽ làm một phát win 3 để xem may mắn không anh em ơi. Nếu lên được thì mình sẽ làm hai bộ xoay win 4 nha. Thì set đồ của mình thì mới đập lên cặp dinh cặp 13, đập lên kiếm dòng 15. Thì còn cái pen thì đang cộng không, đang bị xỉn. Hồi trưa mình đập nó đen quá. Giờ cho nó lên 9 tạm rồi đấy, xíu nó đi mồi cũng được. Mồi thì xem ngon không. Đấy. Ây da, xịt. Pen, dinh pen cũng ngựa đập khoa lắm. Chủ yếu là bây giờ sẽ đập lên cái win để xem nha. Rồi tạm thời là như thế. Thì bây giờ mình đang có một cái này ở đây, mình sẽ đập ốp nó lên xong là đập thần. À đập thần là còn phải đi kiếm ngọc thần anh em ơi, là cái mở bot này để kiếm ngọc thần rồi, nhưng mà trước tiên cứ đập nó lên chín đã. Ok. Đẹp thế. Cộng 9 và 16 về. Ok, có skill. Thì mình sẽ đập bằng một trong hai cái này. Đập win 3. Mình cũng sẽ đập cho nó lên cộng 9 này. Nói chung là còn quần áo được anh em ơi. Rồi. Mình sẽ ốp nó lên cao thì đập tỷ lệ nó cao thôi. Nhưng đồ này nó hai ốp được cũng được. Rồi 16 ốp thì đồ này, đồ thì chắc là nó phải cho lên nào. Mắt ốp đi. Mình cho lên 24 ốp nha. Rồi. Thử xem tỷ lệ cao chưa nha, mắc chưa nha. Rồi mình sẽ đập cái lông có đầu trước, nếu mà xịt là mình sẽ đập win 3. Đây, 33% chưa mắc. Thì bỏ một cái này vào nó là mất. Đấy, 28 ốp. Đấy, 40% là mắc nha anh em ơi. Thì thiếu cái gì đây? Chị Anobit cứ tổn là sen đang lên đầu hả? Rồi, phải mở inbox anh em ơi. Phải mở inbox kiếm Ngọc Thần. Đây. Một viên hoàn hảo. Sốc test. Ôi hai viên hoàn hảo. Một viên cấp độ. Hai viên cấp độ. Ba viên hoàn hảo. Ui ngọc mở ngon đấy nhờ. Nó không ra viên thần cho mình ta. Không ra viên thần đập đầu đón nợ đây. Chứ mục đích hôm nay là cần viên thần. May mắn à, được một cái thần rồi. Ờ tính năng kỹ năng vãi. Lên nào lên nào. Rồi đừng có xịt là được. Tí ngựa nữa nữa. Quay đái luôn trời.
Xịt kìa. Vậy được 3 viên hoàn hảo với một viên kỹ năng, một viên may mắn, hai viên cấp độ. Mua hai cái này trước đã rồi. Mở hai bot luôn anh em ơi. Trời trời đen thế. May mắn. Cấp độ lại không gian ẩn. Đùa nhau thật đấy. Chơi trêu thế. Không biết ngồi đấy còn ngồi, ngồi này còn hình như còn mét mấy đây, mình ra mình đổi vào nốt anh em ơi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Được một một viên thần còn 1m3. 1m3. Một viên thần mà xịt mới đau. Phải mua thêm hai cái này nữa rồi mua hết với cái đồ kia. Bom bot rồi. Còn bom bot thì nó nốt thôi. Đèn T nhỉ. Sốc nét. Thần nào. Hoàn hảo. Kỹ năng. Đấu ngựa không ra thần luôn. Trời, đập được một phát xịt giờ không ra thần luôn. Chẳng lẽ đập pin 3 luôn trời. Rèn tê. Trận mở một nồi nó không ra luôn kìa. Cây nhỉ. Có đi sơ win 3 luôn anh em ơi, có cần phải chờ đợi cái gì hết. Cô báo nhiều khi càng căng càng xịt đấy. Đây định giang sơn không. Ok. Hối mồi luôn. Lúc tí nữa nó xịt thật. Ai... Lại đổ nợ rồi. Xoay lên con ngựa không? Đèn tê nhỉ? Có làm đúng lộ trình không làm. Làm đúng lộ trình không làm. Giờ cụ đi rồi. Tá con ngựa 13. Một phát một con được lên không lên thì thôi. Đang đu bộ, đang đu bộ làm theo đúng quy trình bài bán có khi là lên rồi. Thua luôn đấy, lại còn màu mè, lại còn thích về làm luôn. Ngựa 14, ngựa 14, xin quân 3 chẳng lẽ không lên được cái gì. Big ba cho lên được cái gì rồi, không biết là lên hay không đây, không biết là lên hay không đây anh em ơi. Lên 14 thì chắc mình ngưng quá, chờ đợi mồi màng lên tiếp rồi đập 15 lên không nào. Nhìn thấy màu giống như màu màu cất nhám vậy. Khui nào, khui nào, khui nào, khui nào. Ừ, 14 này anh em ơi, 14.
Như vậy là xịt cây Queen 3 đang leo phe mổ, hình như mây đang leo phe mổ cái cọc lông kia trước, xịt Queen 3 lên ngựa 14. Ngựa 14 thì thả như hành ngựa cộng không mà thôi, gương thôi, bình tĩnh anh em ơi. Rồi từ từ làm lại anh em ơi, cái kim nguyên thần đấy, bây giờ thần tập chỗ này to quá. Thôi video này mình xin kết thúc tại đây anh em ơi, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha, để gom mình làm lại, ngày mai sẽ làm siêu phẩm nguyên 4. Bye.